Các tài xế đâu đây? Sao đâu? Đây 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 người đây. Đây tài xế này. À tài xế này cần đi cấp cứu không? Đi chở đi bệnh viện đấy. Chở đi bệnh viện luôn. Chở bệnh viện. Là để tao xong tao mới ấy xuống nha. Xong bỏ đồ xuống đá, bỏ đồ xuống đá chứ. Tám một đít trong kia một cái mà. Tức là thằng kia nó vừa vượt qua đầu chạm nhẹ đầu thằng kia thôi. Chạm nhẹ đít chạm nhưng mà thằng kia cũng móp một xíu rồi. Nhưng mà người ta bị như thế thì thôi mình. Đúng rồi, đầu ảnh hưởng. Người ta đã bị như thế người ta thiệt thòi nhiều, mình bị tí. Đấy, lúc này là tụt mẹ. Đánh lái này, đánh lái này, đánh lái này đồng một đít này. Đó, mất rồi đó. Đó. Mất lái luôn rồi đó, đụng đít. Mất lái luôn rồi đó. Đụng. Thật. Mày có bài Đức. Bình. Đang bán thì phải không hàng nó đây mỏng quá. Mỏng quá. Không ai mong muốn cả. Bọn em như này là bọn em rồi thì xe bị như này. Nó kéo quá tải lên luôn chứ. Rồi, bọn em không có gì cả. Có chút tấm lòng của anh em gửi anh hỗ trợ thêm tiền đi lại. Đi lại đến xe. Xin ha. Dạ. Mình nói chung là anh mình có đi qua cố gắng lên là được. Cố gắng rồi. Về làm lại từ từ lo gì được. Còn thở là nói là con thở là con dở mà. Cố gắng. Anh em thì bọn em là chỉ có một chút tấm lòng như vậy thôi nhá anh nhá, chứ không có nhiều. Cố gắng về động viên vợ con rồi công việc hàng hóa cho nó ổn định là được. Không sao cả, cứ bình tĩnh. Sau này cứ đi qua đây còn vào chỗ đó là gặp anh em mình đứng với nhau ly nước gọi là nhớ nhau thôi. Không phải suy nghĩ vấn đề là phải trả ơn người em đâu.